Tạm biệt nhé mùa hè, trường Hạ Long đón chào năm học mới. Tạm biệt nhé tiếng ve, tạm biệt cơn mưa hè, trường Hạ Long đón chào tuổi thân tiên. Một ngày mới yêu thương, chào thầy cô và chào các bạn mới. Một vòng tay ấm êm, một tình thương vô bờ, trường Hạ Long đón chào tuổi thân tiên. Ngập ngừng trước mưa, mắt tròn xoe ngây thơ, thầy cô thân thương đón chào em bao lơ. Trường Hạ Long thắp sáng bao ước mơ, rêu yêu thương hy vọng một tương lai chào đón tuổi thân tiên. Ngồi. Các bạn ơi, hôm nay cô Thu sẽ dạy cho các con một tiết học toán. Và để tiết học của mình được khởi đầu bằng một không khí thật là vui tươi, cô mời các con đến với một trò chơi mang tên là Xì Trung Về Nhà. Các con à, bạn Xì Trung lái xe đi về nhà. Trên đường về, bạn sẽ gặp một số vật cản. Trước mỗi vật cản sẽ xuất hiện một câu hỏi. Nếu các con trả lời đúng câu hỏi đó thì con sẽ giúp bạn Xì Trung vượt qua vật cản và nhanh chóng trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Các con biết được cách chơi chưa nào? Cô mời bạn Diệu Anh. Cho mình có mấy bông hoa? Dạ sư cô, cho mình có 5 bông hoa. Ôi bạn giỏi quá, bạn đã giúp Xì Trung vượt qua vật cản thứ nhất. Một tràng pháo tay cho Diệu Anh. Cô cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Cô mời bạn Anh Thương. Con bò có mấy chân? Dạ thưa cô, con bò có 4 chân. Đúng rồi, một tràng pháo tay cho Anh Thương nào. Cô mời bạn Hoàng Bách nào. Biển số vào ô trống. Như vậy Hoàng Bách đã một lần nữa giúp bạn Xì Trung vượt qua vật cản. Một tràng pháo tay. Còn một vật cản cuối cùng, ai sẽ giúp bạn Xì Trung đây? Cô mời rất nhanh nào. Con hãy điền số vào ô trống giúp cô. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án nào. Đúng chưa các con? Một tràng pháo tay cho bạn. Vật cản cuối cùng đã bắt được bạn Đức Nhân, giúp Xì Trung vượt qua rồi. Xì Trung đã trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Một tràng pháo tay. Trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi. Ai xung phong đọc lại giúp cô dãy số này? Cô mời bạn Văn Hưng nào. Số 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Cô cảm ơn con, cô mời con ngồi xuống. Các con à, các con đã được học các số từ 0 đến 9. Vậy 9 đến tiếp thì được số nào? Cô mời các con cùng tìm hiểu điều đó qua bài học mới hôm nay nhé. Và trước khi bước vào bài học mới, cô mời các con hãy cùng quan sát bức tranh sau đây. Hãy cho cô biết tranh vẽ những gì. Cô mời bạn Vũ Hoàng Minh. Cô cảm ơn con, nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời con. Đúng rồi, cô mời các bạn chú ý nè. Bé đang đi đến một cửa hàng bán trái cây. Ở đó cô đã bán rất là nhiều loại trái cây khác nhau. Vậy đó là những loại quả nào? Ai có thể nói tên của các loại quả này cho cô biết được không? Cô mời bạn Hoàng Bách nào. Cô cảm ơn con, nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời bạn Diệu Anh. Dạ con thưa cô, bạn nói đúng và nói rõ ràng. Cô cảm ơn con, bạn đã trả lời to rõ ràng. Các bạn
bạn ơi, ở cửa hàng cô bán xoài này, mãng cầu này, lê, cam, táo, măng cụt và bưởi. Vậy mỗi loại có bao nhiêu trái? Cô mời các con hãy cùng quan sát và đếm số quả này cho cô nhé. Trước tiên các con sẽ làm việc cá nhân, sau đó các con sẽ cùng chia sẻ với bạn trong nhóm bàn. Cô mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 18 và bắt đầu làm việc. Các bạn làm việc cá nhân. Trước tiên các con sẽ làm việc cá nhân trước con nhé. Mời các bạn chia sẻ nhóm đôi. Con cùng với bạn, con chỉ với bạn. Hai bạn sẽ cùng chỉ vào và đếm xem mỗi loại có bao nhiêu quả con nhé. Hai bạn sẽ quan sát và đếm và chỉ con xem mỗi loại có bao nhiêu quả con nhé. Các con ơi, thời gian đã hết rồi. Bây giờ cô muốn nghe phần chia sẻ ý kiến của các nhóm. Nhóm nào xung phong? Cô mời nhóm của bạn Bảo Hân. Trong khi bạn trình bày thì các nhóm khác chú ý lắng nghe giúp cô nhé. Con thưa cô, có 5 quả xoài, có 8 quả mãng cầu, có 9 quả lê, có 6 quả cam, có 10 quả táo, có 10 quả măng cụt, có 7 quả bưởi. À, cô mời Bảo Hân, con hãy đếm lại giúp cô số quả măng cụt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô cảm ơn con. Như vậy có bao nhiêu quả măng cụt con? Có 10 quả măng cụt. Rồi, một lần nữa cô cảm ơn con và cô mời con về chỗ. Cô muốn nghe thêm phần trình bày của một nhóm khác nữa. Nhóm nào xung phong? Cô mời nhóm của bạn Văn Hưng. Cô mời con. Con thưa cô, có 5 quả xoài, có 6 quả cam, có 8 quả mãng cầu, có 10 quả táo, có 7 quả bưởi, có 9 quả lê, có 10 quả măng cụt. Văn Hưng ơi, con hãy đếm lại giúp cô số quả táo ở trong khay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy có bao nhiêu quả táo con? Có 10 quả táo. Cô cảm ơn con, cô mời con về chỗ. Hai nhóm vừa rồi đã trình bày đúng yêu cầu của cô và các bạn trình bày rất to, rất rõ ràng. Cô cảm ơn hai nhóm. Ở cửa hàng, cô bán 5 quả xoài, 6 quả cam, 7 quả bưởi, 8 quả mãng cầu, 9 quả lê, 10 quả táo và 10 quả măng cụt. Bây giờ, ai hãy nhắc lại giúp cô, trong khay lúc nãy mà các con vừa đến ở cửa hàng bán trái cây có bao nhiêu quả táo? Cô mời Gia Linh. Vậy có bao nhiêu quả táo con? Cô cảm ơn con. Hãy đếm giúp cô trên bảng cô có bao nhiêu chấm tròn. Cô mời Hoàng Bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô cảm ơn con. Hãy nhắc lại giúp cô, cô có bao nhiêu chấm tròn? Cô mời bạn Chiêu Anh. Con giỏi lắm, cô cảm ơn con. Có 10 quả táo, có 10 chấm tròn. Vậy cô có số mấy? Cô mời Thủy Khanh. Rất giỏi. Cô mời Mai Phương. 10 quả táo, 10 chấm tròn. Cô có số 10. Ai đọc giúp cô? Cô mời bạn Ngọc Liên. Rất giỏi. Cô mời bạn Thùy Dung. Cô mời bạn Minh Khuê. Cô mời Hưng. Cô mời cả lớp. Rất giỏi. Các con à, đây là số 10 in. Số 10 có chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Bây giờ các con hãy nhận diện và lấy số 10 ghép vào bảng cài. Con để hai cái số này sát vào nhau. Xoay bảng lại, con xoay bảng lại, con ghép lại. Cô mời các con dơ bảng.
cô mời một bạn nhận xét bảng cài của bạn Vũ Hoàng Minh. Cô mời Đức Nhân. À, cô cảm ơn con, cô đồng ý ý kiến của con. Bạn Hoàng Minh đã ghép số đúng rồi. Và cô thấy các con ghép số 10 cũng rất là đúng. Số 10. Hãy nhắc lại giúp cô, con vừa ghép số mấy? Cô mời bạn Diệu Anh. Dạ con thưa cô, con vừa ghép số 10. Rất tốt, cô mời con đọc lại. Cô mời bạn Minh Khuê. Số 10. Số 10 con vừa ghép chính là số 10 in. Còn đây là số 10 viết. Khi viết số 10, các con chú ý, các con viết chữ số 1 trước, sau đó con viết chữ số 0 ở ngay sau chữ số 1. Bây giờ trước khi thực hiện viết số 10, bạn nào hãy cho cô biết độ cao của chữ số 1 và chữ số 0. Cô mời bạn Phương Nguyên. Bạn trả lời như vậy đúng chưa? Cô mời con. Cô cảm ơn con. Bạn đã nêu đúng độ cao của chữ số 0 và chữ số 1 rồi. Các con cần phải lưu ý để viết cho đúng nhé. Bây giờ cô mời các con cùng chú ý lên bảng xem cô viết số 10. Trước tiên cô sẽ viết chữ số 1. Sau đó cô viết chữ số 0 ở ngay sau chữ số 1. Bây giờ cô mời các con bắt đầu viết số 10 vào bảng con. Con lấy phấn và viết số 10 đi con. Ngồi thẳng lưng lên con ngồi thẳng lưng lên. Cô khen con nha, bạn Minh Thư viết số 10 rất là đẹp. Các con chú ý nào. Cô mời một bạn nhận xét bảng của bạn Minh Thư. Cô mời bạn Văn Hưng nhận xét nào. Cô cảm ơn con, bạn Minh Thư viết số 10 rất là đúng và rất là đẹp. Cô dành một lời khen cho bạn Minh Thư nhé. Và cô thấy cả lớp chúng ta viết số 10 cũng đúng. Tuy nhiên, cô thấy một số bạn viết chữ số 0 chưa được tròn lắm. Các con cố gắng rèn viết đẹp hơn nữa nhé. Các con chú ý nào. Số 10. Các con ơi, hãy cho cô biết cô vừa dạy con số mấy. Cô mời bạn Kim Ngân. Cô cảm ơn con. Cô mời Thảo Phương. Con số 10 cũng chính là nội dung bài học mới của chúng ta hôm nay đấy các con. Cô mời các con cùng chú ý lên bảng. Hãy nhắc lại với cô, hôm nay chúng ta học bài gì? Cô mời bạn Diệu Anh nào. Dạ con thưa cô, hôm nay chúng ta học bài số 10. Rất, cô mời bạn Anh Thư. Người chị ơi cùng đến em yêu lòng.
yêu cầu các con điền số vào không trống. Và dạng bài này các con đã được thực hiện nhiều ở những tiết học trước rồi, đúng nào? Phải không các con? Dạ. Cô mời các con đến với câu B. Câu B yêu cầu các con chọn số thích hợp. Để chọn được số thích hợp, con cần phải làm gì? Cô mời anh Thư. Dạ thưa cô, để chọn số thích hợp con cần phải để. Cô cảm ơn con. Nhận xét câu trả lời của anh Thư nào? Cô mời đi Linh. Dạ thưa cô, bạn Mai Hương đã chơi ở nhà. À, cô cảm ơn con. Để chọn được số thích hợp, các con cần phải đếm. Sau đó, các con quay vào số các con đã chọn ở ngay bên cạnh. Các con nghe rõ chưa nào? Dạ. Dạ. Nắm được yêu cầu của bài rồi. Bây giờ cô mời các con cùng mở vở bài tập và thực hiện bài tập số 1 cho cô. Mời các con bắt đầu. Con ơi, làm bài đi con. Con ơi, kiếm gì đây làm bài số 1? Vừa rồi, cô thấy các nhóm đã hoàn thành xong bài rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài làm của nhóm bạn Vũ Hoàng Minh nhé. Cô mời con. Các con hãy cùng chú ý lên bảng nào. Bạn Minh hãy đếm giúp cô số hình mà nhóm con vừa lấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cô cảm ơn con. Các bạn ơi, hãy nhận xét và trình bày kết quả của nhóm bạn Hoàng Minh nào. Cô mời bạn Đức Nhân. Cô cảm ơn con. Nhóm của bạn Hoàng Minh đã lấy đúng số hình theo yêu cầu rồi.
Minh. Cô khen con, mời con về chỗ nhé. Các con vừa lấy được 9 hình vuông. Mời các con hãy chú ý lên bảng tiếp nào. Đây là số mấy? Số 1. Cô mời con. Con nói to lên giúp cô nào. Tương tự như vậy, các nhóm hãy lấy tiếp số hình theo yêu cầu của đề bài. Nhóm bạn Văn Hưng hãy đếm cho cả lớp cùng nghe. Nhóm con đã lấy mấy hình? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vậy nhóm con lấy mấy hình vuông? Cô cảm ơn con. Hãy nhận xét kết quả bài làm của nhóm bạn Văn Hưng. Cô mời Thảo Phương. Bạn lấy đúng số hình mà đề bài yêu cầu chứ con? Cô thấy nhóm Mạnh Hưng lại lấy đúng số hình mà đề bài yêu cầu. Và qua quan sát, cô thấy các nhóm của lớp mình cũng thực hiện rất là đúng yêu cầu của bài tập này. Một tràng vỗ tay thật lớn để có tất cả các con. Các con rất là giỏi. Cô và các con cùng đến với bài tập số 3. Hãy cho cô biết bài 3 yêu cầu các con làm gì. Cô và bạn Nghi Linh. Máy to lên con.
tạm biệt nhé mùa hè, trường Hạ Long đón chào năm học mới. Tạm biệt nhé tiếng ve, tạm biệt cơn mưa hè, trường Hạ Long đón chào tuổi thân tiên. Một ngày mới yêu thương, chào thầy cô và chào các bạn mới. Một vòng tay ấm êm, một tình thương vô bờ, trường Hạ Long đón chào tuổi thân tiên.